Vì vậy mà các vị biết là vì sao? Có người nói với tôi rằng á, có người đến người ta hỏi, nhìn thấy đang xây dựng lớn lớn ở đây, người ta hỏi tôi rằng: bạch thầy, cái này là cái gì? Thầy xây tháp hay xây cái gì đấy mà lớn thế? Tôi bảo tôi đang xây một pho tượng. Và vị đó hỏi rằng á, thầy dự kiến cái pho tượng này khoảng mấy năm thì xong? Tôi bảo khoảng 5 năm thì xong. Vị đã gật và nói rằng, hỏi rằng: thầy có ước tính hết khoảng bao nhiêu tiền không? Tôi bảo tôi không biết, tôi cũng không có ước tính là hết bao nhiêu. Thôi có đến đâu làm đến đấy, Phật tử cúng dường đến đâu làm đến đấy. Tôi miễn là tôi không có gì, tôi không có lợi dụng cái việc xây dựng này để lo cho cá nhân, lo cho bản thân riêng tư là được. Cho nên tôi cũng chẳng biết là hết bao nhiêu. Hơn một năm nay từ khi làm cho đến nay, tôi cũng chẳng biết là làm hết bao nhiêu tiền được, tôi chả biết. Thực sự với các quý vị nói thật lòng là đến hôm nay tôi không biết là làm hết bao nhiêu tiền. Cứ làm thôi mà tôi có để ý đâu. Vì tiền nong là giao cho bên ban thư ký và cho gì, các vị chi khách và các vị thủ quỹ là gì. Đấy, đấy, thợ là hết tiền, đến đấy mà lấy. Tôi không có giữ tiền đâu. Tôi chả giữ tiền. Có mang lên cho tôi để cho tôi cầm, gửi tôi cầm để có sợ mất thì xong thì gì, tôi là đưa cho đấy mà thanh toán mà quyết toán. Tôi có đứng ra tôi quyết toán đâu. Tôi chả quyết toán mà tôi chả giữ tiền cho bản thân làm gì cả. Cho nên hỏi tôi bây giờ xây hết bao nhiêu tiền vào đấy là tôi cũng chả biết là hết bao nhiêu. Vì tôi chẳng cầm sổ sách, vì các vị cầm sổ sách mà. Các vị thu chi, các vị cầm sổ sách. Tôi có cầm đâu mà tôi biết. Thế là vị ấy bảo là gì? Gật gật bảo cái này ước tính cũng phải gì? Phải vài chục tỷ ra đến hàng trăm tỷ chứ không phải là ít. Tôi bảo tôi cũng chả biết. Thế là bảo là bắt đầu thì nói là vị này bắt đầu mới nói là gì? Rất tốn kém tiền của thập phương tín thí. Cái này á, mà đem xây trường học, đem giúp cho người nghèo thì tốt biết bao. Tôi bảo vâng, xây trường học giúp cho người nghèo rất tốt, điều đó rất tốt. Nhưng có một cái gì? Có một cái mà gì? Tôi không làm cái điều đó thì có rất nhiều người làm điều đó. Vì sao ạ? Vì mình có cả một cái hệ thống chính trị, đó là gì? Đảng, nhà nước, chính phủ. Và có rất nhiều tổ chức đang gì? Đang lo cho người nghèo và đang lo cho cái ngành giáo dục của Việt Nam. Ngành giáo dục của Việt Nam chúng ta dưới chính phủ là có gì? Cả một bộ. Bộ đó là bộ gì? Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lo cho người nghèo, dưới chính phủ còn có gì? Có song song với đồng hành với Đảng, nhà nước, chính phủ còn có gì ạ? Cả cái hệ thống chính trị, đó là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc của Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gì? Của tỉnh, của thành phố. Dưới tỉnh, thành phố là gì? Có huyện, có thị xã, thị trấn. Dưới xã là gì? Có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc của gì? Của cấp xã. Thậm chí có cả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của gì? Cấp gì? Cấp thôn và cấp khu phố. Vào cuộc làm điều đó. Ta có làm, ta cũng chỉ là một gì, một thành viên, một hạt cát nhỏ trong gì, trong cả cái biển cát đó mà thôi. Mà cho dù giấu có gì, tôi cứ cho là gì, xây dựng có hết gì vài chục tỷ, đem vài chục tỷ đó để đem gì làm từ thiện, cũng chỉ như muối bỏ bể vào. Đi một năm gì, thậm chí các vị đi vài chục tỷ cũng đi gì một vòng một tháng là hết sạch. Mà đi một tháng là hết sạch, cũng chỉ đem lại gì cho họ được gì, giỏi lắm được thùng mì yến gạo mà thôi, một hộ gia đình mà thôi. Một thùng mì yến gạo ăn bao nhiêu bữa thì hết. Nhà tôi cứ cho là 5-6 người đi ăn mấy bữa thì hết. Tôi cứ cho thùng mì yến gạo ăn một tuần thì hết. Một tuần hết, ta lại có tiếp tục nữa không? Chắc chắn không. Còn cái này, tôi làm từ cái gì? Tôi làm từ cái gốc. Trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói đó, vì sao mà phải sinh vào nơi biên địa? Nói cái này có thể người ta không hiểu, người ta nghĩ là mình coi thường, nhưng không phải đâu. Kinh Đức Phật nói là gì? Nói do gì? Do kém phúc báo. Cho nên á, cái nhân lành đời trước ít, cái quả báo gì? Lành đời này á, ít. Cho nên á, sinh vào nơi gì ạ? Gặp tám nạn, trong tám nạn đó có một nạn là sinh vào nơi gì? Nơi biên địa. Nơi biên địa tức là nơi xa trung tâm văn hóa, kinh tế,
chính trị của quốc gia và của gì, của một tỉnh hoặc một huyện đó. Tức là nói nôm na thì sinh ra ở nơi dân tộc vùng sâu vùng xa hẻo lánh, mà dân tộc vùng xa vùng sâu hẻo lánh, tôi là người dân tộc tôi biết rồi, rất là gì, khổ cực thiếu thốn về mọi mặt. Khoảng 30 năm trước, hơn 30 năm trước, nhân dân chúng tôi toàn đi bộ với nhau thôi, xe đạp không có. Trong khi đó ở dưới xuôi này gì, có khi mỗi nhà mà cái tivi điện kéo tận nhà. Nhưng quê hương của chúng tôi là tỉnh Hòa Bình, nơi gì, nơi có thủy điện sông Đà rất sớm, một trong những thủy điện rất sớm của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà từ tỉnh Hòa Bình về quê chúng tôi chưa đầy 100 cây số. Nhưng mà các vị biết không, đến năm 1990, 91 và 92, dân chúng tôi mới bắt đầu có điện. Mà có điện thì không phải là có cái điện để đầy đủ ấy đâu. Mỗi nhà chỉ có gì, một cái bóng điện tròn tròn ở trên nhà và một cái bóng điện dưới bếp. Còn không có điện đường, không có điện ở ngoài hiên đâu nhé. Điện chỉ dành ở trong gì, trong nhà một bóng, bếp một bóng, và trong buồng ngủ, nhà nào có buồng ngủ bóng. Nhà nào gì giàu thì được ba bóng cái điện, cái bóng điện gì, bóng điện 75W hoặc là 200W ngày xưa, tròn tròn á, không có bóng típ như bây giờ đâu. Đó, đến năm 90, 91, 92, quê hương tôi mới dần dần có điện. Trong khi đó là cái thủy điện Hòa Bình là cái nơi gì, một trong những thủy điện lớn và đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà toàn đem cấp gì? Đem cấp cho gì? Cho thủ đô Hà Nội. Thậm chí đem cấp vào tận ở trong miền gì? Miền Trung và miền Nam. Nhưng mà gì? Cái dân nhân dân gì? Ở ngay gần đó chưa đến 100 cây số lại không có điện. Đấy mới là lạ đời. Nhưng vì sao? Đều do cái gì? Xét về bản chất. Xét về bản chất của gì? Của nhân quả. Thì đó thì chúng ta kém phúc. Chúng tôi kém phúc cho nên đó, điện được làm ra ở quê hương mình, nhưng mà mình là đi, người ta được dùng mấy chục năm rồi mình mới gì, mới có điện. Cho nên chúng ta thấy cái gì tốt đẹp nhất cũng là gì, ở thành phố có trước chứ, đúng không? Cái gì văn minh nhất, tốt đẹp nhất cũng đều từ thành phố mà gì, mà dần dần mới đi vào nơi, nơi gì, nơi vùng sâu vùng xa. Vì vậy mà tôi nói gì, nói nó hơi đồng chạm một chút, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Vì tôi là người dân tộc thiểu số, tôi là người dân tộc miền núi, ngày xưa tôi cũng nghèo cũng khổ, 12 tuổi cũng phải gì ạ, đi mò cua bắt ốc, đi lên rừng kiếm củi và đi đào đáy vàng, thậm chí đi làm công nhân, làm thuê tất tất các thứ để kiếm gạo nuôi các em. 12 tuổi tôi đã phải đi làm để nuôi các em rồi các quý vị. 12 tuổi bây giờ cháu các quý vị có khi ăn cơm còn phải bón nó, phải rủ nó gì, phải nịnh nó mới đi tắm cho, đúng không? Nhưng mà 12 tuổi tôi phải đi lên rừng kiếm củi. Tất nhiên gánh củi của tôi á, thì người ta gánh một gánh củi người ta được khoảng 2 đến 3 cân gạo. Nhưng tôi 3 gánh củi mới được gì? Mới được 1 cân gạo. Vì sao? Vì gánh củi của tôi nó chỉ... À cái này thì bé quá. À, bằng cái gì nhỉ? Bằng cái tượng này. Gánh củi của tôi bằng cái tượng này. Phải 3 gánh củi của tôi mới đong được gì? Đong được 1 bát gạo, 1 cân gạo. Đong được 1 cân gạo. 3 gánh củi mới đong được 1 cân gạo. Mà 1 cân gạo... 3 gánh củi tức là tôi phải đi 3 ngày đong 1 cân gạo nuôi 4 người, tôi và 2 em nhỏ và ông cụ, tức là bố của tôi đó, 4 người thì đồng nghĩa 1 cân gạo ăn 3 ngày, độn thêm cả sắn, độn thêm cả củ rừng mới gì, mới đủ sống 3 ngày như vậy. 12 tuổi tôi đã phải đi làm để kiếm củi để đổi gạo nuôi các em như vậy. Thì ông cụ ngày xưa thì ông ấy một thời gian là ông ấy nát rượu, cho nên bây giờ ai mà nát rượu tôi thấy là gì, tôi thấy thương lắm. Hoàn cảnh gia đình nhà nào mà có người chồng nát rượu hoặc đứa con nát rượu á, khổ lắm. Đó. Gia đình nhà tôi ngày xưa bị như vậy rồi, hiểu được cái tình cảnh của gia đình có người nát rượu, cho nên mong rằng ở đây các cụ ông á, các ông các mà còn ở đây trẻ trẻ mà gì, ai còn đang uống rượu, đang thích uống rượu thì thôi bỏ rượu đi, học Phật rồi thì bỏ rượu đi. Trong giới luật của Đức Phật, trong 5 giới có 1 giới cấm, đó là giới cấm uống gì nhỉ? Cấm uống rượu. Vì rượu sẽ làm cho con người ta gì? Khi say rượu rồi có làm chủ được mình nữa không? Không làm chủ được mình nữa. Say rượu vào không ai làm chủ được mình nữa. Và gia đình tôi ngày xưa ở trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên gia đình mới gì? Mới tạm thời bị chia ly tan nát. Và tôi gì? Một đứa con đã khổ lại còn khổ thêm. Tức là gì? Sinh vào nơi biên địa thiếu thốn mọi thứ rồi. Năm 10 gì, 11 tuổi, ông bà gì, chia tay nhau,
gọi là gì, gọi là sống ly thân. Bà cụ thì nuôi một anh trai bị bệnh, ông cụ thì gọi là nuôi ba đứa con nhỏ, nhưng thực tế ông có nuôi đâu, ông suốt ngày đi say rượu, ông có uống, ông thì ông uống rượu suốt ngày say rượu, ông có đi làm đâu. Mà mình thì đương nhiên mình là anh của hai đứa em gái bé tí tí, tí hon bé bé, thì đương nhiên mình là cái người người lớn trong nhà khi còn lại đó. Ông thì say rượu rồi, mình là cái người anh lớn trong nhà thì đương nhiên phải đi gì, đi làm để nuôi em thôi đó. Cho nên cái vị biết là vì sao, hôm rồi có một ông cụ năm nay 96 tuổi, ông cụ ấy nhìn tôi, ông cụ ấy nói là nhìn thầy hình như không phải là người ở dưới này thì phải, tức là không phải người dưới gì, người kinh này thì phải. Xong rồi cụ lại nhìn một chút, nhưng mà cũng không phải là người dân tộc thiểu số. Thế xong tôi mới nói là theo cụ thì tôi là người gì? Chúng ta đất nước Việt Nam có gì, 50 mấy dân tộc anh em, 54 dân tộc anh em, thì ngoài dân tộc Kinh ra thì các dân tộc khác phần lớn đều đại đa số, hình như tất cả đều gọi là dân tộc gì, dân tộc thiểu số đúng không? Đấy, có dân tộc Kinh là phổ thông nhất, còn các dân tộc khác đều gọi là dân tộc thiểu số, Ba Na, Ê Đê, dân tộc Giao, dân tộc Mường vân vân đó, dân tộc Thái, dân tộc Tày đều gọi là dân tộc gì, thiểu số. Tôi cũng là một trong dân tộc thiểu số. Nhưng mà cụ nói gì, nói là hình như không phải là người Kinh, nhưng mà cũng hình như không phải là người thiểu số. Thế tôi hỏi vậy tôi là người gì, theo cụ tôi là người gì? Thế cụ bảo á, nhìn ấy, trên khuôn mặt á, cái đôi lông mày á, cái mũi á, thì có dáng dấp của người dân tộc thiểu số. Nhìn sâu thẳm trong con mắt và nắm bắt ý nghĩ và lời nói của thầy á, thì chắc chắn không phải là con người dân tộc thiểu số. Thế tôi bảo là tôi là người thiểu số chính hãng đấy cụ ạ, người chính gốc đấy. Thế cụ bảo có lai không? Tôi bảo không. Cha ông là gì? Đời đời đều là người dân tộc chính hãng, chính gốc, không có lai một chút nào cả. Lai tức là có thể là gì? Ông là người Kinh còn bà là người dân tộc, hoặc là ông là người dân tộc bà là người Kinh nhá, hoặc là gì mấy đời trước á, có thể như thế gọi là lai, nhưng mà không, không lai chút nào, chính gốc luôn đó. Cho nên á, chúng tôi mới nói với các quý vị là người dân tộc vùng sâu vùng xa thì họ có cái gì, do cái nghiệp báo trong kinh Đức Phật nói là cái phúc báo ít cho nên sinh vào gì, gặp một trong tám nạn, và một trong tám nạn đó chính là nạn sinh gì, sinh nơi biên địa đấy. Mà chúng ta biết là nơi sinh và nơi biên địa thì rất khó độ cho họ Phật, rất khó các quý vị, vì họ cái văn hóa tín ngưỡng, cái nhận thức của họ ấy, mình không dám nói là họ ngu họ dốt, họ rất thông minh, nhưng mà họ chấp vào cái gì, bản sắc văn hóa của họ rất là gì, rất khó bỏ. Đấy, rất khó bỏ. Cho nên chắc có thể là Phật Bồ Tát gì sắp xếp chỉ định từ trước hay sao ấy, bảo tôi gì sinh vào nơi dân tộc, cho tôi lay lắt, tôi khổ cực từ bé để tôi luyện, sau này lớn lên thì chuẩn bị lấy vợ thì các cụ cho một trận ốm, thế là trận ốm xong một cái gì là phải đi tu. Đi tu rồi mà cái thì mình là cái người dân tộc đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh khu vực phía Bắc. Các vị nhớ, người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh phía Bắc. Cho nên bây giờ bắt đầu là trên bước đường thuyết pháp giáo hóa độ sinh, người dân tộc thiểu số về đây, bắt đầu quy tụ về đây nghe pháp và quy y Tam Bảo khá nhiều. Mường có này, Giao có này, Tày có này, Nùng có này, rồi á cái mạng ở trên thì tận Sơn La, Điện Biên, rồi Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, dân tộc thiểu số bắt đầu gì về chùa Khai Nguyên chúng ta này để tham dự pháp hội và quy y. Họ thỉnh kinh Địa Tạng về tụng kinh Địa Tạng, bập bẹ tụng kinh Địa Tạng rồi, hay lắm. Cái này chỉ có Phật Bồ Tát sắp xếp thôi.
Chứ nếu mà tôi thì tôi là một người kinh chính hãng, xuất gia để đem giáo pháp của Đức Phật để độ cho người thì người dân tộc thiểu số chắc là khó. Đệ tử của tôi bây giờ ở đây có thì có gần chục vị là dân tộc thiểu số xuất gia. Cạo tóc là người xuất gia trong chùa Khai Nguyên này. Và đến gần chục vị rồi, 7, 8, 9 vị rồi. Đó. Có nơi còn hai chị em nữa cơ. Hai chị em dân tộc xuất gia ở trong chùa này. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là học Phật á, thì chúng ta thì cứ y giáo phụng hành, nhất tâm làm theo lời Phật dạy thì sẽ có Phật Bồ Tát sắp xếp thôi. Cầu nguyện cái điều gì đó chúng ta gì cứ nhất tâm. Vì vậy mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta là gì, cứ nhất tâm cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, của Bồ Tát và Hiền Thánh thì sẽ gì, mọi việc sẽ có Phật Bồ Tát lo. Cho nên á, tôi phát tâm, tôi phát nguyện, tôi làm cái việc đó không phải là vì tôi có đủ năng lực công đức để làm. Các vị biết khi tôi phát nguyện làm, hôm qua hôm kia đệ tử của tôi, một bác nó bảo tôi là gì, ngày xưa khi con nghe thầy nói là thầy phát tâm phát nguyện xây một cái tôn tượng để lớn nhất Đông Nam Á, con cứ tưởng thầy nói đùa. Vì sao? Vì đấy là một việc không phải dễ làm. Đấy là một việc không phải dễ làm. Bảo xây một pho tượng cao khoảng 12-30 mét thì còn có thể. Nhưng thầy bảo phát nguyện xây một cái tôn tượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, một tôn tượng Đức Phật A Di Đà lớn nhất khu vực Đông Nam Á, con cứ tưởng thầy nói đùa. Những cái hôm mà thầy động thổ thì con mới nghĩ là con mới biết là thầy nói thật. Hôm động thổ nó mới biết là thầy nói thật. Vì sao? Vì nó là đệ tử của tôi, nó ở ngay trong chùa, nó xuất ra đệ tử của tôi. Nó biết là gì? Cái thứ nhất, thầy không có tiền. Vì tôi có giữ tiền đâu mà tôi có tiền. Cái thứ hai, chả thấy thầy nói cái gì nhiều cả. Thầy lên ngồi giảng trên bục giảng và thầy nói cái ước mơ của thầy như thế. Chứ thầy có kế hoạch, có gì đâu. Chẳng thấy khảo sát, chẳng thấy thiết kế, chẳng thấy xin phép, vân vân mọi cái. Không thấy một cái gì. Đùng một cái thấy thì cái ngày khánh thành Tam Bảo, tháng 11 năm 2015 đúng không? Ngày khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện của chùa Khai Nguyên chúng ta cũng là ngày gì? Ngày tự nhiên thấy thầy gì? Răng một cái gì? Cái bạt ra đó. Làm lễ cắt băng xong một cái mời mấy bác chính quyền, mấy bác lãnh đạo chính quyền lánh mặt về đi. Cái này là cái gì? Các bác không dự được. Để các bác thì lánh mặt về đi, để mấy ông sư gì? Mấy bà Phật tử chúng tôi, mấy bà già, mấy ông sư đầu tròn áo vuông, mấy bà già ra thì làm lễ cốc cốc và cuốc đất. Các bác cắt băng cánh thành xong các bác đi về. Bởi vì các bác nếu mà có mặt ở đấy thì sau này có người ta nói thì lại bảo các bác thì thế này thế khác. Vì sao? Nhiều cái vấn đề tế nhị trong đó. Cho nên thì tội đâu thì cứ tội mấy ông sư với tội mấy bà vãi. Có ai bắt mấy ông sư mấy bà vãi làm tượng Phật đi tù đâu mà lo, đúng không? Xây dựng tượng Phật là một việc tốt, là một việc phúc, là việc tốt. Vướng đâu chúng ta cứ xin thôi, A Di Đà Phật, nhà chùa xin các bác. Thế thôi, có ai đánh nhà chùa đâu mà phải lo. Mấy bà vãi cũng thế, cứ đi xin thôi. Cho nên cuốc xong một cái cứ thế là làm thôi. Làm cho đến nay từ tháng 11 năm 2015, tháng 11 2016 và tháng 11 năm 2017, và đến nay đã là tròn gì? 2 năm. 2 năm trời. Từ giờ đến dự kiến đến Tết năm nay gì, Đại Tôn Tượng A Di Đà Phật này sẽ đổ xong cái phần gì, phần cốt ở phía trong, và bắt đầu sang năm 2018 sẽ bắt đầu là ghép gì, mới bắt đầu là đan áo, ghép phần gì, phần thịt, phần khung, phần xương, phần áo bên ngoài, phần này là phần cốt nhá các vị. Về cốt, đây là cốt tượng, cốt tượng đã cao gần 70 mét rồi, làm xong pho tượng thì chắc chắn phải 70 mét trở lên. Mà một tôn tượng ngồi như vậy chắc chắn là gì? Là tôn tượng lớn nhất Đông Nam Á rồi. Hôm rồi có một pho tượng mới chuẩn bị được khánh thành, trong dịp tháng 12 tới đây sẽ được khánh thành ở trong miền Nam ấy. Tượng đứng 70 mét. Và đấy là pho tượng gì? Cao nhất Đông Nam Á tính cho đến thời điểm này. Nhưng chỉ cần vài ngày nữa thôi, chúng ta đổ đến gì? Đến hết cái cốt đã bằng rồi thì sang nam tượng của tôn tượng của chúng ta sẽ là tôn tượng tượng ngồi, tượng người ta đứng mà 70 mét. Tượng chúng ta thì, tôn tượng của chùa Khai Nguyên là ngồi 70 mét. Đương nhiên nó là gì? Ngài sẽ to hơn rất nhiều, rất là đồ sộ.
Vì sao chúng tôi lại muốn làm cái điều đó? Và một vị nói là gì? Nếu mà thầy đem cái vài chục tỷ này mà xây trường học mà làm từ thiện á, thì nhân dân được nhờ biết bao. Vị ấy, vị không nói với tôi nhưng mà vị ca cẩm như thế. Theo tôi mới nói vâng đúng thế. Nhưng tôi gì? Xây dựng tôn tượng này về mặt gì? Mặt tôn giáo, mặt tín ngưỡng, mặt tôn giáo, mặt gọi là mặt chính trị đi. Mặt chính trị và tôn giáo đi. Tôn tượng này được xây dựng lên, được xây dựng xong khoảng 3 năm nữa. Chắc chắn một năm phải có gì ạ? Có hàng trăm nghìn Phật tử đến gì? Và không phải là Phật tử. Đến để chiêm bái. Đến để chiêm bái. Hàng trăm nghìn Phật tử, tôi nói ít nhất phải hàng trăm nghìn Phật tử một năm. Trăm nghìn gì thiện nam tín nữ đến một năm để chiêm bái. Và đến ngôi chùa Khai Nguyên này không chỉ có chiêm bái là ra về, mà đến ngôi chùa Khai Nguyên này chiêm bái Phật xong rồi, nếu muốn vào đạo tràng để nghe pháp, để tu thiện, có không? Có là các chùa khác, đại đa số các chùa khác xây chùa to cảnh lớn, phần lớn là để phục vụ tín ngưỡng, nhân dân đi lễ bái. Nhưng chùa Khai Nguyên của chúng ta ngoài tượng Phật to còn có một gì? Một đạo tràng lớn. Mà đạo tràng lớn dùng để làm gì? Dùng để tu học Phật Pháp. Cho nên á, họ đến chiêm bái tượng xong, họ muốn vào đạo tràng để tu học, có nơi cho họ tu học. Và họ tu học, họ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Về mặt gì? Chính trị xã hội. Chúng ta có góp phần đảm bảo an ninh chính trị cho xã hội được không? Cho đất nước được không? Có. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi lên dự cái gì? Cái buổi lễ động thổ của chùa Hang ở tỉnh gì? Thái Nguyên. Chùa Hang ở tỉnh Thái Nguyên. Trong bài phát biểu động viên tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ngài phát biểu là gì? Mỗi một ngôi chùa được xây dựng lên trên đất nước Việt Nam này, đồng thời Đảng, nhà nước bớt phải xây đi một gì? Một cái nhà tù. Các vị không? Một vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu Đảng, nhà nước, chính phủ của Việt Nam phát biểu trong cái buổi lễ khai mạc động thổ chùa Hang của tỉnh Thái Nguyên, nói rằng một ngôi chùa được xây lên trên đất nước Việt Nam này, đồng thời là Đảng, nhà nước, chính phủ Việt Nam bớt phải xây đi một gì? Một cái nhà tù. Một câu nói đi vào gì? Đi vào lòng người, đi vào lòng tăng ni tín đồ Phật tử Việt Nam của chúng ta. Một câu nói rất chí lý, chí tình. Một câu nói gì? Có thể được ghi vào cái gì? Cái lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời kỳ đương đại này. Một vị nguyên thủ của Đảng, của nhà nước phát biểu như vậy rất đáng trân trọng. Một cái gì? Một cái sự nhìn nhận rất đúng về cái sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam từ 2000 năm nay, trên 2000 năm nay đối với đất nước Việt Nam chúng ta này. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta thì luôn luôn có truyền thống hộ quốc an dân. Phật giáo là gì? Đồng hành cùng dân tộc. Phương châm Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo của Việt Nam chúng ta bây giờ là gì? Đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đó, cho nên á, một vị nguyên là lãnh đạo cấp cao Đảng, nhà nước phát biểu như thế, chúng ta thấy cái sự nhìn nhận của Đảng, của nhà nước, của chính phủ vào cái việc gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông ở tại mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta này á, có lý đâu các quý vị. Chứ không phải tự nhiên một vị nguyên thủ lại phát biểu thế đâu. Họ thấy gì? Thấy được cái giá trị đích thực của Phật giáo Việt Nam đóng góp cho xã hội, cho dân tộc đất nước Việt Nam như thế nào. Đó. Và chúng ta biết là ngày xưa khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, vị cha già dân tộc kính yêu của Việt Nam chúng ta, trên đường đi gì? Đi tìm đường cứu nước, chúng ta biết có những một thời gian, chúng ta biết bác là gì ạ? Bác là sư đó. Ở tại Thái Lan, bác là gì? Là một vị gì? Tỷ khiêu đã thọ giới Hà Nội đó các quý vị. Và cũng bưng bình bát đi gì? Đi khất thực Hà Nội đó.
Đấy, bác đã có một thời gian khá dài sống ở trong gì, đội ngũ tăng đoàn của Phật giáo Thái Lan, là một vị tỷ khiêu của gì, một vị sư của Phật giáo Thái Lan, cứ bưng bát đi khất thực hàng ngày để tránh cái gì ạ, để tránh cái lực lượng mật thám của gì, của giặc Pháp. Và sau này khi về nước, chúng ta biết là thành lập lên Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trương gì của Đảng lúc đó thì cũng rất gần gũi với gì, với chùa, với các sư, với tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta có một thời gian trong Pháp và trong Mỹ, ngôi chùa, nhiều ngôi chùa là cái nơi gì ạ, nuôi giấu cán bộ cách mạng, cất giấu vũ khí, và thậm chí những vị tăng còn là gì, những cái vị giao liên đưa tin, vì những người mà hoạt động cách mạng không thể tự ra ngoài được, mà những vị sư ra ngoài hoặc những Phật tử đi ra ngoài đưa tin từ gì, từ trong lòng địch ra ngoài hậu phương, vân vân và vân vân. Cho nên á, sau này khi mà giải phóng đất nước năm 1975, chúng ta mới thấy sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ đối với các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo của chúng ta. Thì Phật giáo chúng ta đặc biệt trong những năm gần đây là được phát triển khá tốt, được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện rất nhiều. Cho nên là chúng ta thì có cơ hội để phát triển. Chúng ta thấy mà khoảng độ tầm 20 năm trước, đạo tràng chúng ta mà ngồi hàng nghìn người như thế này á, là phải đăng ký từng người một đó các quý vị. Nhưng bây giờ các vị đến đây có ai phải đăng ký từng người một không? Có không? Không. Chỉ có sau khóa tu ai ở lại thì mới phải gì ạ? Mới phải có chứng minh thư nhân dân, mới phải đăng ký qua đêm. Vì ở lại thì bình thường như trước đây thì không sao. Nhưng mà từ đợt năm ngoái năm kia thì có một vài trường hợp nó lợi dụng vào gì? Ở vào trong chùa, nó ngủ nghỉ ở trong chùa, cuối cùng gì ạ? Một thời gian nó quen quen rồi, nó gì? Nó đêm lại nó đi, nó lên nó xá Phật, xong thì nó cầm vác con dao, nó xá Phật, nó cậy hòm công đức, nó ăn trộm của gì? Của Tam Bảo. Ấy, nó lên ăn trộm, tôi thì nhìn camera ăn trộm nhá, lễ Phật hẳn hoi. À, xong mới bắt đầu vác cái dao cậy hòm công đức. Mặc quần áo đâu, thế mới đau chứ. Ăn trộm ở ngay trong chùa. Vì sao? Vì nó vào, nó ở trong chùa, nó là như một Phật tử rồi. Thế là cho nên đấy, các cụ nói là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà là chăng đó. À, bây giờ tôi mới bảo là gì, tôi mới bảo các vị ở phòng thông tin và phụ trách cái này gì, cũng phải rà soát thật kỹ, chứ không phải là ai cũng thể cho đẩy ở chùa được. Có những thành phần nó lợi dụng gì, cái sự hảo tâm lòng tốt của tăng ni Phật tử chúng ta, nó trà trộn vào, nó gì, nó làm việc xấu ở trong chùa là rất nguy hiểm, mang tiếng tới Tam Bảo, mang tiếng tới gì, tới các sư trong chùa, tới Phật tử trong chùa, làm mất uy tín đi của, mất uy tín của đạo Phật chúng ta đối với các nhà chức trách. Nhưng không phải thở dài đâu, tôi nói thật đấy, vì có những chuyện đó. Mới cách đây thì không lâu thôi, có những chuyện đó. Cho nên thỉnh thoảng thì thầy phải gì ạ, thầy phải trục xuất một vài người là như thế, nghiêm khắc trục xuất một vài trường hợp là như thế. Cho nên đây, ở đây đang nói lại để xây dựng cái tôn tượng này, chúng ta không thể nói rằng gì, không thể nói là đem cái tiền này mà xây trường học hay là làm từ thiện nó sẽ tốt hơn, không thể đánh đổi cái như thế được. Nếu mà nói là đem cái tiền đó đánh đổi tốt hơn thì nhà nước chúng ta làm gì phải bỏ tiền nhiều ra để làm những cái việc, ví dụ như thành lập ra một cái rất nhiều cái ban bệ, nó không có cái việc gì thực tế cả, nó gọi là nghiên cứu, đúng không? Là nghiên cứu, chỉ là nghiên cứu rồi á, đem gì áp dụng, rồi phải một thời gian lâu dài họ mới thấy cái kết quả của nó. Cho nên ở đây chúng ta phải có cái thời gian để xây dựng xong tôn tượng tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ thập phương họ đến thì chiêm bái. 100.000 người, tôi chỉ cần khoảng 1.000 người gì là Phật tử học Phật. 1.000 người Phật tử học Phật chân chính đó, sau này gì sẽ đem lại truyền cho con cho cháu của họ, không biết mấy nghìn người cứ thế mà đẻ ra, một gì dạy cho hai, hai ba dạy cho gì, nhân đến gì vô cùng vô tận, lợi ích rất nhiều. Bây giờ xin thưa các quý vị,
những Phật tử thân tín như chúng ta này ngồi trong đạo tràng tu tập như thế này, các vị bảo bây giờ có cái tầng lớp thế lực khác nó đến nó bảo các vị cầm súng mà gì, hoặc là gì, cầm dao, cầm cờ, cầm cuốc mà nổi loạn chống phá đảng nhà nước, các vị có làm không? Có làm không? Chắc chắn không có ai làm. Vì chúng ta là những người Phật tử thuần thành, những người được học Phật, mà đặc biệt là học cái đạo tràng chúng ta chứ, sẽ gì? Sẽ được cái thấm nhuần cái truyền thống gì? Yêu nước, yêu giống loài và yêu đất nước, yêu dân tộc này. Cho nên chắc chắn không có một ai trong đạo tràng chúng ta này có thể đứng lên để phản bội tổ quốc, để có thể là gây chia rẽ dân tộc được. Vì chúng ta được học, chúng ta được gì? Được biết rồi. Đó, cái đấy là cái gì? Cái mà đem lại cái giá trị không thể tính bằng tiền, không thể tính bằng gạo, không thể tính bằng mì tôm ở trong đó được. Đúng không? Không thể đem cái đó để tính để đổi được. Một con người, ví dụ tôi nói với các vị, một con người say sưa rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút hết đủ các thứ. Rất nhiều người nghe giảng, nghe chúng tôi giảng trực tiếp hoặc nghe giảng qua trực tuyến, họ thay đổi. Nhiều người đến đây nói rằng á, chỉ mong một lần đến đây được gì, để lễ chùa khai nguyên và được nhìn thấy thầy thôi, được xá thầy một cái thôi để toại nguyện. Vì hỏi làm sao, bảo trước đây gì, con không có niềm tin vào Phật, nhưng từ khi á, được nghe thầy giảng ở trên mạng hoặc là trên nghe các Phật tử nói, được nghe thầy giảng qua băng đĩa vân vân một cái, con nghe mà con thấy rất hoan hỷ, và con thì phát nguyện là học Phật từ ngày đó. Và con cũng gì, phát nguyện bỏ gì, bỏ rượu chè, bỏ cờ bạc từ đó. Có một bác hôm qua ở trên Vân Gia, trước đây là ông vua cờ bạc, đi vào đây có gì, đưa vợ vào đây có 1-2 lần thôi, bắt đầu là về là gì, vợ mang cái băng giảng của chúng tôi về để giảng ở nhà, ông ấy ngồi ăn cơm mà nghe thấy. Và bắt đầu một thời gian sau gì, ông nghe riết. Và hôm qua gặp chúng tôi, ông nói gì, thầy không biết con, nhưng con biết thầy mấy năm nay rồi. Thế tôi hỏi, làm sao mà bác biết thầy? Con đã đưa vợ con vào chùa 2 lần đi pháp hội, nhưng con chưa có đủ duyên để gặp và nói chuyện với thầy. Nhưng con gì, con có duyên được nghe thầy giảng 2-3 năm nay, và nói chuyện qua nói chuyện lại mới biết là gì, cái bà bác ấy, bà thím bà bác gì đó, mà nói là thầy không biết á, ngày xưa cái thằng này này, nó là ông vua cờ bạc ở cái xứ này, nhưng từ khi nó đưa vợ đi chùa và nói gì, nó nghe pháp của thầy, bây giờ gì, nó bỏ cờ bạc, nó tu chí, nó làm ăn, giờ nó mua ô tô, nó đi gì, nó đi chở khách đi các thứ, và nó nuôi vợ nuôi con một cách ngon lành đó. Cái lợi đó mới là gì, lợi đó có thể tính bằng gạo bằng mì tôm được không? Có tính được không? Không thể tính được. Đó. Cho nên cái mục đích, cái việc của chúng, việc làm của chúng thì xây dựng cái đại tôn tượng này, mục đích để là gì? Để giáo hóa trực quan và làm phương tiện để giáo hóa cho mọi người học Phật, hiểu Phật và tu Phật, để cho trở thành một con người gì? Người hiền lành, chân chất và hiền lương. Đó. Bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, đem lại lợi ích cho gì? Cho bản thân, gia đình và xây dựng xã hội, đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp hơn trong tương lai. Đó là cái tâm nguyện, đó là cái việc làm không thể tính bằng gạo bằng mì tôm được. Đó, các vị ạ, song song với cái việc đó chúng ta vẫn làm cơ mà, phải không? Các vị thấy, chỉ một lời nói của tôi thôi, ở trên tòa giảng thôi, mấy hôm nay là gì? Quần áo mì tôm cứ rầm rập là kéo đến, chở hết xe này, hôm qua thì chở vơi vơi rồi, hôm nay là các vị nhìn xuống dưới xem, lại thấy đầy rồi, đầy một góc giảng đường rồi, chỉ một lời nói thôi. Có đúng không? Chỉ một lời nói thôi. Các vị thấy chở 3-4 xe ô tô quần áo mì tôm đi miền cao rồi, mấy hôm trước rồi, hôm nay nhìn lại thì chỉ hôm qua hôm nay đến đây lại chỉ phải 2-3 xe nữa. Đấy. Đâu có phải là gì? Đâu có phải là phải gì? Không xây dựng tôn tượng đó để làm cái việc đó thì mới được đâu. Chúng ta có phương tiện, có uy tín. Một lời nói của chúng ta gì? Các cụ ngày xưa nhớ lại lời Bác Hồ nói là gì ạ? Khó dễ vạn lần. Thế nào nhỉ? Không dân cũng gì? Cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng gì? Cũng xong hay là sẽ xong. Cho nên tất cả gì? Ở nhân dân. Bác nói là dân như là gì?
là nước, còn đảng, chính phủ như là gì? Là thuyền, đúng không? Và chúng ta cũng có thể mượn câu nói đó là gì? Sư như là thuyền, còn tín đồ Phật tử, nhân dân như là nước. Cho nên thuyền mà không có nước thì có đi được không? Không. Nước mà không có thuyền thì cũng chỉ là dòng nước gì? Dòng nước chảy vô vị thôi. Cho nên nước phải có thuyền, thuyền phải có nước. Hai cái phải gì? Phải hòa quyện với nhau. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới nói gì? Sư với vãi phải như vải với gì nhỉ? Như vải với nâu. Sư với vãi như vải với nâu. Tức là thầy với trò phải kết hợp với nhau hài hòa mới được. Muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải có uy tín. Mà có uy tín thì tiếng nói mới có gì? Có người hưởng ứng, có người tin và có người nghe và làm theo. Cái này, khi mà dây sừng xong, tôi xin nói với các quý vị, cứ như thế này thì không phải đạo tràng chúng ta chỉ là mở ra không chỉ có một vài ngàn người. Pháp hội chúng ta trong gì trong 3 năm nữa không chỉ có 15 ngàn người đến dự đâu các quý vị. Mà chắc chắn là phải gì? Ít nhất phải 20 đến 30 ngàn người trở lên trong các pháp hội lớn. Cho nên tôi mới đi trước này, chuẩn bị giải phóng cái khu đất để xây dựng cái giảng đường có thể chứa được 3 đến 50 ngàn người ở lại như thế. Chứ bình thường chứ tự nhiên mọi người cứ hỏi là gì? Ông xây chùa to cảnh lớn để làm gì? Thế các vị phải hiểu là tôi xây chùa to cảnh lớn để làm gì? Xây chùa to cảnh lớn để cho các Phật tử đến để ngồi, để nghe pháp và để tu. Chứ tôi có xây chùa to cảnh lớn để tôi nằm ngủ hết ở trong đấy đâu. Đúng không? Tôi ngủ chứ không một phòng bé bé nha các quý vị thôi mà. Nhưng bây giờ giảng đường này 5 năm trước thì thoải mái để sử dụng. Vì pháp hội chúng ta chỉ có 2 đến 3 nghìn người thôi. Nhưng mà đến năm nay, năm ngoái và năm nay, năm ngoái khoảng 7-8 ngàn người, năm nay gì? Pháp hội đầu năm, pháp hội tháng 7 đã đến gì? 14-15 ngàn người rồi. Và chắc chắn đến tháng riêng này tôi nói với các quý vị không dưới 20 ngàn người. Tượng chưa xong. Giảng đường lớn không có để chứa, ngồi la liệt ra ngoài. Thôi nhưng Phật tử họ hoan hỉ. Cho cái máy chiếu bắt cái bạt lên, mưa gió rét hay nắng, nắng đến 38-40 độ vẫn cứ hoan hỉ để nghe pháp, để tụng kinh. Đây là gì? Đây là vì Phật. Vì Phật pháp, vì Phật độ cho họ để làm được cái điều đó. Nhưng mà cũng không thể để cho họ khổ mãi như thế được. Bây giờ học đạo mà khổ quá, khổ mãi họ sẽ gì? Sẽ bỏ. Cho nên cũng phải dần dần cũng phải nghĩ tới gì? Nghĩ tới một cái gì cho họ hoan hỉ, đó là phải có cái giảng đường để cho họ tu tập. Nắng là vậy, còn mưa, căng cái bạt có thể che được nắng nhưng mưa to không che được các quý vị. Gió một cái là gì? Đứt ngay. Ở vào đâu mấy chục ngàn người như vậy mà lúc đó xảy ra cái chuyện đang tổ chức pháp hội, đang tổ chức khóa lễ, ầm ầm mưa gió kéo đến, chạy vào đâu? Cái giảng đường này chứa kịch lắm được 3 ngàn, 3 ngàn rưỡi, có len lắm thì được 4 ngàn người, thì lúc chả giải quyết cái gì được nữa cả. Đó, cho nên phải gì? Phải tính trước. Nếu mà họ nói là làm sao mà cứ gì mở mang chùa to cảnh lớn ra để làm gì? Để chính phục vụ bà con nhân dân chúng ta, phục vụ tín đồ Phật tử chúng ta hướng thiện, đem lại gì lợi ích cho đạo và cho đời về lâu về dài sau này. Cái đó là cái giá trị gì không thể lường tính bằng mì tôm và gạo ở đó được, đúng không nào? Thôi không lường tính thì thôi chả còn gì để nói nữa. Không còn gì thì nói nữa thì thôi đứng lên làm lễ hồi hướng và tụng kinh, tụng quyền hạ thì mới về.